Chào các anh em, hôm nay em chia sẻ tâm sự mỏng các anh em nha. Thì tâm sự về máy tính có những cái mà rất là ức chế các anh em mình nha. Thì hy vọng là các anh em nghe qua thông cảm và cảm nhận được phần nào về cái cuộc đua khốc liệt trên cái thị trường cũng như là cái công nghệ thiệt tình đó chứ. Các anh em dùng cái một clip của em ví dụ đơn giản thôi. Đây, một clip của em đây, có những cái file không, trên cái Windows bình thường là em chạy rất là ok, chả có cái gì xảy ra cả. Mà khi em chạy vô những cái bản Win này nè, đó, kể cả cái file này là file của trang chủ cấp cấp luôn, bây giờ cài không được luôn, cài nó báo lỗi luôn. Em làm thử cho các anh em xem luôn. Đây nha, cái file này là em không có đụng nha, còn cần thì em test luôn cái ấy cho các anh em xem, cái mã em đi nằm chưa, để em chạy cái này cho có cái mã em đi nằm để em check luôn cho các anh em xem. Thì tất nhiên là anh em nào mà còn lưu cái file này thì check mã mới giống, còn nếu mà không có lưu thì chắc chắn là sẽ không không giống, là tại vì có nhiều bản mới sau này cập nhật khác rồi nên cái mã em đi nằm nó sẽ khác anh em mình nha. Đây, em check mã cho các anh em xem nha. Đây, đó, các anh em có thể xem cái mã này có đã từng giống những cái file mình tải từ trang chủ hay không là chúng ta biết được. Và kể cả cái file gốc của cốc cốc không cài được luôn, ức chế gì các anh em chẳng hiểu sao. Bây giờ em cài thử cốc cốc cho các anh em xem nè, cài với quyền nhập pin luôn nè, báo lỗi các anh em mình nha. Tải về đầy đủ rồi mà không cho cài, thiệt tình có nhiều cái rất là bức xúc mà em không thể nói thành lời các anh em. Thiệt sự chứ, những cái bản Win á thì bình thường cho chạy cái nào thuận lợi cho nhiều người dùng thì mình nên tích hợp đi, tại sao đi chỉnh thêm bớt chi, rồi cho những cái người ta hay hay sử dụng những cái tính năng căn bản thôi. Em ví dụ những tính năng căn bản như chạy chạy file với lại chạy mấy cái lệnh CMD này là những cái tính năng rất là căn bản luôn, tại sao đi lược bỏ cái tính năng quyền admin người ta là chi, rồi bắt người ta phải chạy với cái quyền admin mới được. Thiệt sự chứ. Rồi cái lần trước em cũng chia sẻ mấy cái bộ mà Napi Driver, các anh em thấy cái bộ mà Driver Auto mà nó cài được trên cái WinBE luôn á, và có những bản WinBE em chạy rất là ok đúng không, cũng từ cái bản gốc đó, đó mà các anh em chỉnh lại, chỉnh làm sao cái bản nó không chạy được luôn. Hay thiệt chứ, mà không hiểu sao, không hiểu sao mà rảnh mà lại mò đi làm cho nó chạy không được. Nếu mà nó chạy được thì rất là đơn giản cho nhiều người ta sử dụng, chỉ cần lít auto nó tự chạy tự nhận driver đơn giản thôi, vậy mà phải chỉnh lại cho nó khó khăn cho nó phức tạp. Em không hiểu sao, thiệt sự em bó tay thiệt chứ. Nên em tâm sự rất là phiền phiền não, các anh em thông cảm nha, có nhiều tâm trạng quá nè. Như mấy cái file gốc nè, mấy cái file mà offline, cái bộ offline bây giờ cài không được luôn, mà trong khi cái bản Win bình thường nó cài bình thường thì thiệt sự. Mà đã vậy còn những cái ông mà trình duyệt virus đó, trước giờ ông hay xung khắc với nhau, có những ông ông tương thích thì em nói, có những ông ông ghét đúng không, cài ông này thì phải xóa ông kia, đá ông kia mới chịu. Thì cái đó giống như người ta kinh doanh này kia, người ta chiếm lĩnh thị trường, người ta cạnh tranh khách hàng này kia thì em không nói, còn cái này đơn giản em chỉ một cái shop nhỏ có lấy được đồng nào đâu mà lại làm khó khăn cho em quá, làm em phải đau đầu mấy ngày để em tích hợp. Thiệt sự làm cho người dùng nó, lỡ người ta có xài cái Win này nè các anh, thì người ta cũng cảm thấy cái công cụ em tạo ra cái Win người ta chạy không được, cái ta nghĩ lỗi, hoặc là người ta nghĩ em làm nó tào lao hay là nó như thế nào đó, người ta không có phục vụ được cái công việc nhu cầu của người ta, rồi cái người ta nghĩ em như thế nào nữa. Nên em thấy không có nhiều cái vấn đề đó. Không, em chưa nói tới cái quả báo đó nha. Chứ thiệt sự mà em nói theo nhân quả là em biết hậu quả đó, em biết hậu quả của những người mà họ làm như vậy đó, chứ không biết đâu. Thì em nói đơn giản các anh em, tạo cái mà cơ hội cho nhiều người thành công á, hiện ta có nhiều cơ hội để thành công. Em nói đơn giản, em không phải là dạy đời, mà thật sự nếu mà các anh em mà cứ nghĩ những cái đường mà lối tắt ngõ cụt để cho người khác họ không có theo được mình,
thì em nghĩ cái cuộc sống này không bao giờ phát triển nổi anh em. Phải nói là người Việt Nam với nhau thôi mà còn vậy nữa thì ra nước ngoài chúng ta sống và làm việc như thế nào. Em hy vọng nha, hy vọng lần này em cập nhật cái cốc cốc 1 lít này thì cái ông cốc cốc này nha, mấy ông mà quản trị nha, đừng đừng chỉnh lại giùm em nữa nha, chỉnh đau đầu quá. Giờ chỉnh nó chứ là đẩy vô cái thứ mục bây giờ nè. Bây giờ nó nè, nó trước là cài mặc định là nó sẽ vô đây ha. App data, Lucon đấy, cốc cốc này kia thì nó cũng gần giống với cái Chrome. Rồi sau này cái chuyển qua cái đây, chuyển qua cài qua cái Rodent file thì coi như là năm mới đi ha. Năm mới thì em chấp nhận, tạm chấp nhận nha. Nhưng mà em đã theo cái mới này rồi thì mong là các ông á, các anh á đừng chỉnh nữa nha. Trời ơi theo mệt quá. Em làm vẫn được chứ không phải không, nhưng mà theo kiểu này giống như người ta tải cái shop cũ của mình đi, rồi người ta chạy người ta thấy không ổn, người ta nghĩ nghĩ khác gì mình nữa. Thiệt sự không, để em nói quả báo mấy anh mà mấy ông nào mà không lẽ bây giờ anh tạo cái cơ hội để cho người ta nghĩ xấu mình đi thì như thế nào, thì nó quay lại như thế nào, mấy anh tự nghĩ nha. Trời ơi không lẽ em nói em dùng nhân quả em nói mà nó sốc nó kỳ quá. Thiệt sự chứ có những cái mà em không muốn nói không được. Rồi hy vọng nha các anh em hợp tác với nhau nha, cùng nhau phát triển, đừng có đi một cái hướng riêng, mỗi người một cái ý riêng, rồi cái thành ra cái nào mà nhiều người có lợi thì chúng ta nên tích hợp làm cho nhiều người ta thuận tiện chứ, mà mỗi người mỗi ý rồi chia nhau rồi ấy, rồi kiểu này bảo đảm với các anh em là cái ông mà tạo chỉnh cái bản win này là em sẽ không bao giờ em tải những cái bản của ông nữa, mặc dù ông đứng trên top á, mặc dù ông đang đứng trên cái top là của những người mà share những cái bộ cài của ông đó, nhưng mà em sẽ không đụng nữa chứ. Tích hợp chữ này sao mà xài được, cái căn bản không mà vướng từ lưa hết trơn rồi. Thì thật các anh em thấy lạ không, cái này nè nó full, nó không còn cái dung lượng nào mà vẫn truy cập bình thường được các anh em mình. Các anh em thấy đó, mấy cái bản của em nó full tờ lưa hết. Hy vọng qua cái video này, ghi âm này chia sẻ một chút tâm tư nào đó, mong là các anh em hợp tác với nhau cùng phát triển nha. Chứ đừng nên đi một hướng mà nếu mà chúng ta đi cái nào hướng nào đó nó độc quyền đi thì nó cũng có lợi cho nhiều người nó hay hơn, còn đi mà cái hướng riêng lẻ mà cái kiểu mà độc độc đoán quá thì nó em thấy nó không được hay cho lắm. Thì em chỉ giống như là cầu mong thôi ha, chứ em không thể nào ép được các anh em mà theo ý em được. Nhưng mà nói thật là mong là các anh em nghĩ chung cho nhiều người nha. Rồi cảm ơn các anh em đã chịu khó lắng nghe tới giờ phút này nha.